Xin chào các khán giả thân yêu của lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, ở những video trước, tôi đã cùng các bạn tìm hiểu về ngôi mộ của võ tướng Quản Vũ. Vì thấy các bạn rất hào hứng với việc khai quật mộ, nên để tiếp nối series đó, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một bí mật kinh hoàng đã bị giấu kín thời Tam Quốc, ẩn chứa trong ngôi mộ của con trai mãnh tướng Ngụy Diên, nhân vật từng bị án oan thiên cổ, phải chết trong nhục nhã. Vậy mộ của con trai mãnh tướng này ẩn chứa bí mật gì? Điều gì đã bị che giấu trong mấy nghìn năm qua? Các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay cho nóng nhé! Các bạn thân mến, mãnh tướng Ngụy Diên dưới thời Lưu Bị là nhân vật xuất chúng, chức danh chỉ đứng sau Già Cát Lượng, người con trai cả của ông, cũng là một thần đồng binh pháp ngay từ nhỏ. Ngôi mộ của con trai ông đã được phát hiện sau trận mưa lớn. Vào tháng 7 năm 2016, một cơn bão xối xả ập đến Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sáng hôm sau, người dân vô tình phát hiện dấu hiệu của một ngôi mộ cổ xuất hiện bên đường. Các chuyên gia của Cục Di tích Trung Quốc đã tức tốc đến hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Sau khi tiến hành công tác khảo sát đơn giản, do chịu sự ảnh hưởng của mưa bão lớn trong nhiều ngày, nên đội khảo cổ phải thực hiện công tác khai quật ngay lập tức để nhanh chóng cứu hộ ngôi mộ cổ này. Chỉ 2 ngày sau, đội khảo cổ đã tiến vào được bên trong ngôi mộ và cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi mắt chữ A, mồm chữ O. Bên ngoài nhìn trông đơn sơ tồi tàn là thế, vậy mà vừa đặt chân bước vào thì khắp mặt đất và bên trong quan tài phủ đầy đồ sứ, ngọc, vàng, bạc mang đặc trưng của thời nhà Hán. Tổng số lượng di vật tùy táng được tìm thấy trong ngôi mộ ven đường này lên đến gần 100 món. Thật sự là một con số không hề tầm thường đối với ngôi mộ được chôn cất đơn giản như vậy. Thi thể kỳ dị cùng 33 bánh vàng. Theo ghi chép trên tấm văn bia, các nhà khảo cổ học đã cơ bản xác định được danh tính của chủ nhân ngôi mộ, đó là Ngụy Tùng, thứ trưởng tử, con trai cả nhưng của thê thiếp của Ngụy Diên. Năm sinh của Ngụy Tùng không rõ, ước tính vào khoảng thời gian Ngụy Diên đã bước chân vào nhà Thục nhưng chưa được phong chức Hán Trung Thái Thú. Ngụy Diên nổi danh là đại tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Trong chiến dịch Bắc Phạt của Gia Cát Lượng, ông từng làm đến chức tiền quân sư, Trinh Tây đại tướng quân, giả tiết, lĩnh chức Hán Trung Thái Thú, Nam Trịnh Hầu, chỉ đứng sau thừa tướng Gia Cát Lượng. Ngụy Tùng từ nhỏ đã khác với người cha khiêm nhường. Ông luôn thể hiện mình là người thông thạo võ nghệ cùng với tài thao lược binh pháp xuất chúng. Ngụy Tùng cũng công khai phản đối những ý định sắp xếp của cha đối với mình. Ngụy Diên cũng không hề tức giận, ngược lại càng chiều chuộng cậu con trai trưởng tài giỏi hơn người này. Năm 221 sau Công Nguyên, Lưu Bị xưng đế, Ngụy Diên trở thành Trinh Bắc tướng quân. Tuy nhiên không lâu sau đó, Ngụy Tùng mắc phải căn bệnh nặng và không may qua đời. Ngụy Diên vô cùng đau buồn về sự ra đi quá sớm của người con trai yêu quý. Vì vậy, ông đã tìm một nơi phong thủy bảo địa ở ngoại ô Hán Trung, chôn cất Ngụy Tùng và đặt một lượng lớn đồ tùy táng quý giá vào đó. Như thường lệ, các nhà khảo cổ mở quan tài của Ngụy Tùng để xác định xem còn có đồ tùy táng nào bên trong nữa hay không. Tuy nhiên, sau khi mở quan tài, họ nhìn thấy một cái xác rất quái dị. Hóa ra cái xác của Ngụy Tùng là một thi thể đen xì. Thông qua khám nghiệm tử thi, các chuyên gia đưa ra kết luận người con trai của Ngụy Diên đã bị đầu độc chết. Rõ ràng là con trai của Ngụy Diên đã bị đầu độc chết, chứ không phải một căn bệnh nan y nào khác. Nhưng chắc hẳn Ngụy Diên lúc ấy không hề biết chuyện này, thế nên cái chết của Ngụy Tùng chỉ được ghi vào sử sách với căn bệnh nan y ác tính. Thật là đáng thương cho tình cảm phụ tử mà Ngụy Diên dành cho con trai. Bởi đến khi chết đi, ông cũng không biết con trai mình đã chết vì bị hạ độc. Kỳ lạ hơn là họ còn phát hiện ra 33 bánh vàng được bày xung quanh thi thể của Ngụy Tùng. Trong quan niệm trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, người Trung Quốc cổ đại tin rằng số 33 tượng trưng cho ý nghĩa tam sinh vạn vật, tạm hiểu là đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không có vật nào không cõng âm và ôm dương, ở giữa là nguyên khí dung hòa. Chắc hẳn Ngụy Diên luôn hy vọng con trai mình được an nghỉ, về đến cõi cực lạc. Các bạn thân mến, như vậy khi khai quật mộ của Ngụy Tùng, người ta mới phát hiện ra con trai của Ngụy Diên đã bị đầu độc chết, chứ không phải là một căn bệnh nan y nào khác.
thật là đáng thương. Nhưng số phận của Ngụy Diên cũng chẳng khác gì, thậm chí còn đau khổ hơn cả con trai. Diên chết vì phải chịu án oan mưu phản. Sau này xem xét lại lịch sử, vì muốn trả lại sự trong sạch cho Ngụy Diên, nên hậu thế đã cho làm bức tượng đá quỳ thứ 3 trước mộ võ tướng này. Vậy, ba tượng đá đó là đại diện cho những nhân vật nào? Liệu trong đó có Gia Cát Lượng hay không? Các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Ngụy Diên là nhân vật quan trọng góp phần thành lập nên chính quyền Thục Hán. Trong lịch sử, ông cũng là người có công lao to lớn, nhưng cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Từ khi Ngụy Diên khuyên Hoàng Trung đầu hàng ở Trường Sa, một chiến trường ác liệt giữa các quân phiệt thời Tam Quốc, ông đã bị Gia Cát Lượng nghi ngờ. Theo ghi chép trong sử sách, Ngụy Diên được miêu tả là người có tướng phản phúc, là người không mang lại may mắn, không trung nghĩa. Cho nên, hình ảnh của Ngụy Diên không chỉ là kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bán chủ cầu vinh trong mắt Gia Cát Lượng, mà ngay cả trong ấn tượng của các nhà sử học, Ngụy Diên cũng là người như thế. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, liệu lịch sử có phải như thế thật hay không? Ngụy Diên liệu có thực sự là kẻ bán chủ cầu vinh, thấy danh lợi quyền nghĩa khí hay không? Nếu là người thông minh, hẳn sẽ đều có thể nhìn ra được sự bất thường trước phần mộ của Ngụy Diên. Sơ lược về Ngụy Diên, tất cả mọi chuyện phải bắt đầu kể từ khi Lưu Bị và Gia Cát Lượng tấn công quận Trường Sa. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa viết rằng, bấy giờ, thái thú quận Trường Sa là Hàn Huyền, tâm không mang chí lớn nhưng lại rất đa nghi. Hoàng Trung, Ngụy Diên cùng các thuộc hạ khác dưới trướng Hàn Huyền đều chán nản, bất đắc chí. Nhân việc Lưu Bị tấn công Trường Sa, Ngụy Diên muốn đến đầu quân cho Lưu Bị, đồng thời khuyên Hoàng Trung nên đầu hàng cùng mình, nhưng Hoàng Trung lại từ chối. Sau đó, Ngụy Diên giết Hàn Huyền, dâng thành Trường Sa cho Lưu Bị. Lưu Bị vô cùng tán thưởng hành động này của Ngụy Diên, nhưng Gia Cát Lượng sau khi suy xét kỹ lại muốn diệt trừ Ngụy Diên. Nguyên nhân là bởi vì Ngụy Diên thân là thân tử lại chẳng bảo vệ thành trì, ngược lại còn giết thượng cấp, đầu hàng địch là điều bất nhân nhất. Sau nhờ có Lưu Bị cùng mọi người khuyên can, Ngụy Diên mới có thể bảo toàn tính mạng. Trong chiến dịch chinh phạt Ích Châu, Ngụy Diên theo Lưu Bị lập được rất nhiều chiến công, trở thành công thần quan trọng của chính quyền Thục Hán. Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng lãnh binh 6 lần tiến quân ra Kỳ Sơn, tiến đánh Trung Nguyên, Ngụy Diên cũng có nhiều giúp sức. Nhưng đồng thời, Ngụy Diên cho rằng kế hoạch của Gia Cát Lượng quá bảo thủ, cổ hủ. Ông đề xuất khi đại quân đang hành quân nên phái một nhánh kỵ binh vượt đường dài đến Trường An, rồi hợp quân với quân của Gia Cát Lượng. Song một người dùng binh cẩn thận như Gia Cát Lượng lại cảm thấy kế hoạch của Ngụy Diên quá mức liều lĩnh, mạo hiểm, cho nên không đồng ý. Mâu thuẫn giữa Ngụy Diên và Dương Nghi. Khi Gia Cát Lượng còn sống, quan hệ giữa Ngụy Diên và Dương Nghi đã có mâu thuẫn, bất hòa. Mặc dù Gia Cát Lượng có ý muốn trao binh quyền cho Ngụy Diên, nhưng Dương Nghi lại nhận thấy rằng nếu Ngụy Diên có được binh quyền thì sẽ không có lợi với bản thân, cho nên dâng biểu về Thành Đô tố cáo Ngụy Diên có ý đồ mưu phản. Việc này đã khiến cho Ngụy Diên, một vị tướng hết mực trung thành, trở thành mục tiêu chịu công kích. Triều đình phớt lờ Ngụy Diên mới khiến cho Dương Nghi, Mã Đại cùng các vị đại thần không vừa lòng với Ngụy Diên có cơ hội giết chết ông. Nghe nói lúc Ngụy Diên bị đuổi giết, theo cùng ông chỉ có con trai cùng vài binh lính thân tín. Sau khi giết được Ngụy Diên, Dương Nghi thậm chí còn diệt ba họ nhà Ngụy Diên để chút giận. Từ đó có thể thấy khúc mắc hận thù giữa hai người này sâu sắc cỡ nào. Sau này xem xét lại lịch sử, vì muốn trả lại sự trong sạch cho Ngụy Diên, nên hậu thế đã cho làm bức tượng Dương Nghi, Mã Đại quỳ trước mộ phần của Ngụy Diên. Tranh cãi xung quanh bức tượng quỳ thứ ba. Ngoài hai người Dương Nghi, Mã Đại, bức tượng quỳ thứ ba ở trước mộ Ngụy Diên được cho là Gia Cát Lượng. Nếu như nói hai người Dương Nghi, Mã Đại vì lo sợ Ngụy Diên kích động báo thù cho nên mới vụ oan giết hại Ngụy Diên, vậy thì lý do khiến Gia Cát Lượng phải quỳ ở đây vẫn có rất nhiều tranh cãi. Người cho tu sửa phần mộ của Ngụy Diên chính là một trong tứ đại danh tướng của nhà Thục Hán, Tường Uyển. Ông là người được Cát Lượng bồi dưỡng, thế nên nếu xét từ góc độ của Tường Uyển sẽ không thể nào để Gia Cát Lượng phải quỳ trước mộ của Ngụy Diên. Hơn nữa, giống như phía trên đã nói, từ sau trận chiến ở Trường Sa, Ngụy Diên vẫn luôn phò tá Lưu Bị và Gia Cát Lượng chinh chiến khắp nơi.
lập nhiều chiến công lẫy lừng. Lưu Bị cũng rất yêu thích, trân trọng tài năng của Ngụy Diên. Sau khi Lưu Bị qua đời, Ngụy Diên lại theo Gia Cát Lượng bắc phạt Trung Nguyên. Tuy rằng hiệu quả không rõ rệt, nhưng Ngụy Diên vẫn được Gia Cát Lượng coi trọng và giao việc. Nhưng có lẽ chính bản thân Gia Cát Lượng cũng không ngờ được rằng việc ông tin tưởng Ngụy Diên lại đẩy cả dòng họ của Ngụy Diên rơi vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên trong nhiều cuộc tranh luận, vấn đề mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa Ngụy Diên và Gia Cát Lượng vẫn cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Ngụy Diên tuy tính tình kiêu ngạo tự đắc, nhưng tội chưa đến mức phải chết. Hơn thế, ông còn là lão thần từ thời của Lưu Bị. Luận về lai lịch, về chiến công thì Ngụy Diên xứng đáng được xếp vào nhóm đại thần đứng đầu trong nội bộ nhà Thục Hán. Nhiều bạn đọc thường dễ bị hình ảnh nhân vật Ngụy Diên trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa đánh lừa, cho rằng cái chết của Ngụy Diên có quan hệ mật thiết với Gia Cát Lượng, nhưng thực tế đây lại là việc đổ trách nhiệm một cách vô trách nhiệm. Gia Cát Lượng có ơn với Ngụy Diên, từ góc độ này có thể phán đoán bức tượng quỳ thứ ba trước mộ phần của Ngụy Diên chưa chắc đã là Gia Cát Lượng mà có thể là một người khác. Như vậy, Ngụy Diên, một vị tướng có tài trí của Thục Hán, ông có ảnh hưởng to lớn đến chính quyền nhà Thục Hán. Nếu như Ngụy Diên thực sự là người giống như trong tiểu thuyết miêu tả, là người bất nhân bất nghĩa, có tướng phản phúc, thì Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã chẳng thể giữ ông lại bên cạnh. Dương Nghi, Mã Đại vì tư thù, lợi ích cá nhân mà giết hại một danh thần nhà Thục Hán, quả thực đáng bị chịu trừng phạt. Trong tác phẩm Tam Quốc Chí của Trần Thọ, ông đánh giá bình phẩm về Ngụy Diên tốt nhiều hơn xấu. Có thể thấy, Ngụy Diên có lẽ thực sự là một vị tướng hết lòng trung thành. Các bạn thân mến, thật đáng tiếc khi một công thần lại chết bởi vòng xoáy của quyền lực. Tính cách ngạo mạn, tự cao, không coi ai ra gì của Ngụy Diên là điều không thể ngụy biện. Nhưng việc Dương Nghi, Mã Đại cùng những người khác vì tư thù cá nhân mà giết hại công thần thì không thể nào có thể rũ bỏ trách nhiệm trước cái chết của Ngụy Diên. Và đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!